Hello các bạn và chào mừng các bạn đang quay trở lại với Tech Room. Một trong những video nhiều view nhất từ trước đến giờ trên kênh YouTube Tech Room chính là video hướng dẫn các bạn có thể cài đặt được MacWatch miễn phí trên iPhone. Nhưng mà cái đó chỉ dùng được trong năm 2019 và dường như là các bạn đều đang gặp lỗi trong quá trình cài đặt. Do vậy nên trong video lần này thì mình sẽ xin cập nhật lên cái cách mình nghĩ là đảm bảo chắc ăn nhất để các bạn có thể tải và sử dụng được MacWatch lên điện thoại iPhone của mình. Không lo bị thu hồi, dùng bao lâu tùy thích và chắc chắn là hoàn toàn miễn phí. Những thứ các bạn cần chuẩn bị trong video ngày hôm nay chắc chắn phải là một chiếc điện thoại iPhone, chạy OS máy cũng được. Bởi vì thủ thuật này thì điện thoại iPhone gì cũng làm được. Và trên chiếc iPhone của các bạn thì các bạn truy cập vào App Store. Mình đang mặc định là chiếc App Store của các bạn đang sử dụng ở server Việt Nam và tài khoản của bạn cũng là tài khoản ở Việt Nam luôn. Để mà tải được phiên bản MacWatch Trung Quốc miễn phí thì các bạn phải chuyển Store của mình từ Store Việt Nam sang Store Trung Quốc. Đồng thời với đó thì cái account Apple ID của các bạn thì cũng phải chuyển sang account Trung Quốc luôn. Đó. Ở giao diện chính của App Store thì các bạn bấm vào cái hình mặt người góc bên trên bên phải. Bấm vào, các bạn nhấn vào cái account của mình. Thì nó sẽ hiện lên một cái bảng pop-up về tài khoản. Ở đây các bạn chọn vào chỗ quốc gia, duyệt vùng. Chờ một chút thì nó hiện ra cái bảng là đã chuyển đổi quốc gia. Thì các bạn nhấn chỗ thay đổi quốc gia duyệt vùng. Tìm đến cho mình chỗ Trung Quốc đại lục. Sau đó thì các bạn nhấn đồng ý này. Đồng ý tiếp. Bạn nhấn tiếp theo. Ở đây thì chúng ta sẽ điền những cái thông tin. Do là nó ở tiếng Trung Quốc nên là hơi khó thực hiện một chút. Mình đã làm rất là nhiều video hướng dẫn các bạn chuyển App Store rồi, nên mình nghĩ cái này nếu các bạn xem qua rồi thì sẽ làm lại được. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn. Đầu tiên là chỗ thanh toán này, các bạn chọn không này. Họ tên các bạn để bình thường. Mấy cái này thì mình nghĩ là các bạn điền đại cũng được, không cần phải điền chính xác đâu. Cái này mình cũng chọn đại này. Số điện thoại thì mình điền một số có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 10 số rồi, các bạn nhấn tiếp theo cho mình. Ở đây thì phần màu đỏ, thì cái phần này màu đỏ chính là cái phần postcode của Trung Quốc, tức là mã bưu chính. Thì mình sẽ ra ngoài và tìm mã bưu chính Trung Quốc. Đây, ở đây có đầy đủ mã bưu chính. Mình sẽ chọn cái đầu tiên là Bắc Kinh 100.000, 1 với 6 số 0. Rồi, nhấn xong. Nếu các bạn làm đúng các bước như mình thực hiện vừa rồi, nhưng mà giống như mình ở đây, mình vẫn không nhận được cái mail thay đổi về vị trí của App Store, thì chúng ta phải làm lại cái bước đó tới khi nào mà mình nhận được mail thì thôi. Làm lại y như vậy ha. Sau khi thực hiện xong các bước mà các bạn nhận được một cái mail đến từ Apple ID thông báo về việc thay đổi thông tin á, thì chính xác là các bạn đã thực hiện thành công về việc chuyển đổi cái store rồi. Như vậy là các bạn bây giờ đã có thể tải được ứng dụng MacWatch của thị trường Trung Quốc hoàn toàn miễn phí. Nếu mà trong quá trình thực hiện các bạn thấy khó khăn bởi vì sau khi lần chuyển đổi đầu tiên á, thì ngôn ngữ bị chuyển sang Trung Quốc á, thì các bạn có thể sử dụng một chiếc điện thoại thứ hai, bật Google Dịch lên và dí cái Google Dịch vào trong cái màn hình điện thoại này để nó dịch thì chúng ta có thể thao tác được. Bởi vì phần lớn chúng ta thì đều không có nắm quá rõ tiếng Trung Quốc và trong quá trình thực hiện của mình nếu gặp lỗi thì mình cũng sử dụng phương pháp này. Bước tiếp theo thì chúng ta quay trở lại với App Store. Bây giờ thì App Store đã chuyển sang Trung Quốc rồi nha. Các bạn nhấn tìm kiếm và tìm cho mình chữ MacWatch. Và ứng dụng đầu tiên các bạn nhìn thấy là ứng dụng MacWatch. Đúng là MacWatch rồi, nhưng mà là MacWatch của Trung Quốc. Và cái chữ đó là chữ Trung Quốc luôn. Nhấn tải về. Thật ra thì bản MacWatch này của Trung Quốc nó có một chút khác biệt, chứ nó không có giống hoàn toàn với MacWatch mà các bạn chơi ở quốc tế đâu. Nhưng mà dù sao thì đó là một cách hay để chúng ta có thể trải nghiệm được tựa game hiện có giá tới khoảng 150.000 đồng. Mà không phải ai cũng có cơ hội để tải được. Với cách tải này thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng hay lăn tăn về việc thu hồi đến từ Apple giống những cách tải MacWatch miễn phí khác mà đang có mặt ở trên YouTube các bạn từng xem qua. Anh biết phải làm gì đoạn này đúng không? Anh phải chèn effect vô này khi em đẹp trai này sang chị, anh phải chèn thêm nhạc các thứ, ví dụ như nhạc Vườn Sao Băng nhé. Đúng rồi, Vườn Sao Băng. Chó. Mạng công ty mình khá mạnh nên là bây giờ là cái MacWatch này đã nằm trên điện thoại của mình rồi. Các bạn nhấn mở lên nha. Ngoài cái logo Mojang truyền thống thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái logo hình ngọn lửa nữa. Đó chính là logo của cái hãng game NSA rất là nổi tiếng. Đó chính là cái giao diện của ứng dụng MacWatch mà phiên bản Trung Quốc. Nó sẽ hiện lên một cái bảng để đăng nhập. Ở đây thì mình cũng đã từng test qua là để điền số điện thoại Việt Nam vô là có nhận được tin nhắn. Nhưng mà mình chờ hoài không thấy tin nhắn tới. Nên là mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng nhập nhanh chóng. Ở chỗ đây mình có cái dấu tên lửa xanh xanh này. Anh em nhấn vào cái chỗ dấu tích, sau đó nhấn vào cái dấu xanh xanh này là đăng nhập tài khoản khách. Anh em chuyển thiết bị thì nó không có đồng bộ được, nhưng mà chúng ta có thể dùng cái này để chơi trên thiết bị của mình mà không cần phải chờ hay là đăng nhập phức tạp gì cả.
anh em nào có thể test hay là thử đăng nhập bằng số điện thoại Việt Nam hay số điện thoại Trung Quốc được thì comment bên dưới hướng dẫn mình với nha. Chứ còn mình chờ hoài trả hết tin nhắn tới nên mình hướng dẫn anh em nhanh cái cách để mà chơi luôn, không cần phải chờ đợi gì cả. Dấu tên lửa màu xanh bấm vào, nó xanh một chút rồi nó cho mình một cái tài khoản khách. Anh em nhắn cái chữ màu xanh này đồng ý á, mình chả biết là đồng ý cái gì nhưng mình thôi mình cứ đồng ý đại đi cho mình chơi là được. Em nghĩ đỡ được 150 mà. Sau khi mình vào thì nó sẽ cho mình đăng nhập điền số gì đó, mình cũng không hiểu là số gì, thôi mình bỏ qua. Để chơi được cái game này tốt nhất thì mình khuyên anh em nên cài thêm một cái Google dịch trên một chiếc điện thoại khác, rồi vừa chơi vừa dịch, chứ toàn bộ đều là tiếng Trung Quốc cả. Nói chung là không hiểu lắm, nó có cả chế độ online rồi rất là nhiều chế độ khác nhau, nhưng nói chung thì chúng ta đã có thể chơi được chế độ Minecraft cơ bản trên chiếc máy này. Hình như là đây là một cái tựa game online chứ không còn là Minecraft cơ bản truyền thống nữa. Mình thấy ở đây có nhiều shop đồ, nhiều chế độ khác nhau rất là phức tạp, nhưng mà mình cũng chưa có thời gian để tìm hiểu kỹ lắm là từng chế độ khác nhau như thế nào. Anh em có thể vừa chơi vừa Google dịch rồi vừa chia sẻ với mình ở bên dưới phần bình luận của video là cụ thể cái này nó chơi sao và hiệu quả ha. Còn ở đây thì mình thấy một cái chế độ cơ bản nhất là cầm cái rìu này. Như vậy là trong video hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn có thể cài được phiên bản Minecraft đến từ Trung Quốc hoàn toàn miễn phí và chơi được trên điện thoại iPhone. Với phiên bản này thì các bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc là nó sẽ bị thu hồi giống như những việc cài phiên bản Minecraft khác từ trước tới giờ. Tuy nhiên thì đương nhiên là có giới hạn, phiên bản này là một phiên bản đến từ Trung Quốc và nó có toàn bộ ngôn ngữ là đều là Trung Quốc cả, không có tiếng Anh, nên là khá khó để có thể sử dụng được. Để mình chơi được cái game này mình nghĩ các bạn phải cài Google dịch rồi vừa chơi vừa dịch thì mới hiệu quả được. Đồng thời với đó thì anh em sau khi mà tải xong phiên bản này muốn về phiên bản Việt Nam thì anh em cũng làm các bước ngược lại tương tự. Chỉ có bước mà anh em phải chọn được quốc gia Việt Nam thì giống như mình chia sẻ lúc nãy, tới cái bước mà đổi quốc gia thì các bạn dùng Google dịch để kiểm tra thử là đâu là Việt Nam để chuyển về đúng là được. Bởi vì toàn bộ ngôn ngữ trên phiên bản App Store thì sẽ bị chuyển sang Trung Quốc, hơi khó để tìm, anh em phải dùng song song với Google dịch thì mới được ha. Như vậy trong video hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn xong. Nếu có vấn đề gì hay thắc mắc gì thì nhớ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.